Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang lấy chiếc điện thoại Motorola Edge S 5G và toàn bộ hộp phụ kiện của nó đây. Đây là cái chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới chạy con chip Snapdragon 870. Và con chip Snapdragon 870 là cái con chip thế hệ mới hơn, gọi là nâng cấp nhẹ hơn một chút so với cả Snapdragon 865 hay là 865 cộng. Quan trọng là đây là con chip mới nên là về lâu về dài thì nó sẽ được hỗ trợ lâu dài hơn là những cái con chip cũ. Đấy, cái việc sử dụng lại những cái con chip cũ xong rồi nâng cấp nó lên một chút, xong rồi hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài hơn cũng là cái cách mà Qualcomm đang làm bây giờ. Đấy, nhiều bạn cứ hỏi mình là anh ơi, tại sao những cái điện thoại mới bây giờ tại sao họ không sử dụng lại những cái con chip như ở Snapdragon 845 cũ hay là Snapdragon 855 cũ hay là 865 cũ. Đấy, thế thì những cái con chip đấy thì ví dụ như bây giờ là 865, 865 cộng thì nó lại có một phiên bản mới đó là 870 rồi. Đấy, thế không biết là sau này Qualcomm muốn tận dụng lại ví dụ như là 845 thì lên là thành 848 hay là 8 bao nhiêu đấy, hay là 855 thì lên thành 859 hay cái thứ chẳng hạn. Đấy, thì không biết là sau này Qualcomm họ có làm cái điều đấy không, nhưng mà ít nhất là thời điểm đầu tiên là họ cũng đã đang làm với cả con chip Snapdragon 865 hay 865 cộng thì nâng nó lên một chút thành 870 và chúng ta đã có một chiếc Motorola Edge S 5G ở đây. Đấy, cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là phiên bản RAM 8 bộ nhớ trong 128, các bạn hình thấy luôn đấy là cái hộp của nó này, in hình logo sản phẩm với cả dòng chữ đây. Đấy, bên trong hộp thì chúng ta cũng có những cái phụ kiện rất là cơ bản thôi, chúng ta sẽ có ốp lưng dẻo này, đấy, ốp lưng dẻo. Chúng ta sẽ có thêm một cái tập sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, rồi chúng ta sẽ có một cái củ sạc nhanh 20W. Đấy, rồi chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type C nữa. Đấy, phụ kiện thì khá là đầy đủ rồi, cũng chả thiếu gì. Tai nghe thì mình không cần nên thôi mình chả coi đây là thiếu. Đó. Rồi mình sẽ bỏ phụ kiện qua bên để nói chi tiết hơn về cái chiếc điện thoại này nhé. Quay trở lại với Motorola Edge S thì cái điều đầu tiên khi mình cầm cái giỏ này trên tay đó là nó khá là đầm tay. Khối lượng của nó giờ khoảng 215g. Đấy, mặc dù là cái vỏ của nó này, đây, cái mặt lưng của nó này chỉ bằng nhựa thôi nhé. Khung viền thì nó cũng không có bất kỳ một cái đường nào để mà chia cắt ở đây, nghĩa là cái khung viền này mình cảm nhận này nó cũng chỉ là nhựa thôi, nhưng mà khối lượng của nó lên tới tận là 215g. Đấy, bình thường thì mặt lưng bằng kính với cả khung viền bằng kim loại thì khối lượng nó mới nặng như thế, chứ con này chỉ bằng nhựa thôi mà khối lượng lên tới tận là 215g thì mình thấy là cái sự tối ưu hóa về mặt khối lượng của cái Motorola Edge S này là chưa tốt. Đấy, chúng ta sẽ có một cái mặt lưng nhựa bóng như này. Mặt lưng nhựa như này thì cái cách phối màu của Motorola thì mình thấy là cách phối màu này tương đối tốt và nhìn khá là đẹp mắt. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, nó sẽ có những hiệu ứng đổi màu nếu mà ta nghiêng đi. Đấy, nó có thể trở thành những kiểu màu tím xong rồi biến sang màu xanh các thứ nữa. Đấy, tuy nhiên vấn đề ở đây của mặt lưng nhựa là gì? Đấy là nó sẽ dễ xước hơn so với cả mặt lưng kính và nhìn rõ ràng rồi, nó cũng không thể nào mà có chất liệu sang trọng bằng mặt lưng kính được rồi. Đấy. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ giải quyết được vấn đề này bằng việc là chúng ta đeo thêm một cái ốp lưng vào nữa. Đấy, thì nó cũng đỡ để lại mồ hôi và dấu vân tay hơn và nó cũng chống xước nó tốt hơn. Đấy, thì ốp lưng thì cũng đã đi kèm theo máy rồi, mình nghĩ là 10 người thì chắc cả 10 người sẽ dùng luôn. Rồi về cái cách thiết kế mặt lưng ở phía sau này của Motorola Edge S thì các bạn sẽ thấy là ở các cái góc này, đấy, họ bo vào như này và ở hai bên viền nữa này họ cũng bo vào như này để giúp cho chúng ta khi mà cầm nắm vào giỏ này thì nó không bị cấn tay. Đấy, và cảm giác cầm nắm thì mình đánh giá ở trên giỏ này là rất là tốt. Về cụm camera ở phía sau ấy, thì các bạn sẽ thấy luôn là chúng ta sẽ có 3 camera. Một camera chính có độ phân giải là 64 megapixel, một camera góc rộng có độ phân giải là 16 megapixel và một camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông có độ phân giải là 20 megapixel nữa. Còn các bạn nhìn đây là 4 đúng không? Thì cái chỗ này này, chỗ này nó không có mắt camera đâu, thì đây chính là cái cảm biến TOF đấy, chứ không phải là camera đâu nhé các bạn nhé. Đấy. Rồi phía dưới này chúng ta sẽ có thêm một cái đèn flash kép ở đây nữa này và một cái mic để chúng ta có thể thu âm được tốt hơn, và dòng chữ đó là 64 megapixel. Và cái chiếc điện thoại này thì nó hỗ trợ cả audio zoom, nghĩa là sao? Nghĩa là khi các bạn quay ở xa vật thể, các bạn zoom lại gần vật thể thì cái âm thanh phát ra ở gần vật thể nó sẽ phản hồi lại cái điện thoại này nhiều hơn. Đấy, thì cái đấy nó sẽ giúp cho những bạn nào mà hay quay video vlog ấy, chúng ta sẽ cần cái này. Đó. Phía dưới này sẽ có logo của Motorola. Đấy, nhưng đây là Motorola này, là cái logo này in chìm xuống phía dưới. Thế sau này họ phủ bóng lên nên khi chúng ta vuốt vào như này thì chúng ta sẽ không thấy gượng tay lên đâu. Đó. Rồi thế ở phía các cạnh máy thì sao? Phía cạnh trái chúng ta sẽ gồm một cái khay để chứa 2 SIM hoặc 1 SIM 1 thẻ. Đây là khay SIM Line. Và chúng ta sẽ có thêm một phím tắt nhanh nữa. Khi chúng ta ấn vào phím tắt nhanh này, chúng ta có thể tùy chọn được các ứng dụng đây. Đấy, chúng ta lựa chọn camera này hay lựa chọn mở cái gì đó lên cũng được. Đấy, rất là đơn giản thôi, đúng nào? Đó. Rồi, ok, phía cạnh phải chúng ta sẽ có phím nguồn kiêm luôn cảm biến vân tay một chạm ở đây. Chúng ta sẽ có tăng phím giảm âm lượng nữa. Phía dưới này chúng ta sẽ có một cái loa ngoài, mic thoại, cổng sạc chuẩn USB Type C và jack cắm tai nghe 3.5. Cái chiếc điện thoại này thì nó chỉ có một loa duy nhất thôi chứ không hai loa nhé. Đây là cái điểm hy sinh của nó này. Đấy, giá rẻ mà lại muốn chip cao đấy thì hy sinh là không có loa kép các bạn nhé. Phía trên này nữa thì sao? Chúng ta sẽ có một cái mic phụ nữa. Đấy, và tổng thể chiếc máy này các bạn có thể nhìn thấy là phần viền trên, viền hai bên với cả phần viền dưới này làm khá là dày đúng không nào? Và cái viền này thậm chí là mình nghĩ là cái viền nó còn dày hơn cả iPhone 10R ấy, với cả dày hơn cả viền của iPhone 11 ấy. Nhìn viền nó dày lắm và nó không, mình có cảm giác là nó không được cao cấp ấy. Đấy. Chiếc điện thoại này thì sẽ được dán một cái miếng dán màn hình ở bên ngoài như này luôn. Nghĩa là mua về là không cần phải mua thêm bất kỳ một phụ kiện nào nữa. Phía trên này thì chúng ta sẽ có một cái giải loa thoại. Đây, ở phía trên cùng này chúng ta sẽ có một cái giải loa thoại. Đấy, và cái cụm camera ở bên trong màn hình này thì nó là cụm camera kép nhé. Một camera chính có độ phân giải là 16 megapixel và một camera góc siêu rộng có độ phân giải là 8 megapixel nữa. Và cái cụm camera kép như này thì các bạn nhìn là nó không nối liền với nhau thành hình viên thuốc giống như kiểu là Galaxy S10 Plus, nên là nhìn nó trông nó cũng khác hơn đúng không nào? Đấy, tuy nhiên là mình một người không thích nhiều lỗ nên là tự nhiên có hai cái lỗ ở trên màn hình như này mình nhìn nó không đẹp mắt lắm. Đấy, về cơ bản nó là như vậy thôi. Rồi, còn đây là cái camera trước của nó này. Đấy, camera trước thì các bạn nhìn ở trong điều kiện này thì các bạn nhìn thấy nó cũng ổn đúng không nào? Đấy, tuy nhiên là khi mà mình chụp ảnh ra thì mình thấy là cái màu nó hơi rực, nó hơi nịnh mắt quá. Đấy, nhưng mà chúng ta cũng có thể căn chỉnh lại được bằng phần mềm bên trong này. Đây, mình có chụp ra bằng một số những bức hình này. Đấy. Về độ chi tiết thì mình thấy là tương đối ổn này, có thể nhìn thấy rõ những sợi tóc bạc ở trên tóc của mình, ở trên đầu của mình. Đấy, đây là trong cái điều kiện là mình chụp ảnh trong ánh sáng trong nhà nó khá là tối đấy, nghĩa là về độ sáng thì là ổn đấy, tuy nhiên là về vấn đề màu sắc thì nó quá rực. Đấy, các bạn nhìn thấy không, nhìn mặt mình đỏ quá. Đấy, cái này là cái điểm mà mình không thích này. Rồi, ok, và chúng ta sẽ nói tiếp về màn hình thì sao. Chiếc điện thoại này sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,7 inch, độ phân giải là Full HD cộng 2520 x 1080 pixel, nghĩa là tỷ lệ màn hình của nó là 21/9. Đây là tỷ lệ màn hình khá dài, khá là giống với các thiết bị Sony đời mới bây giờ. Tỷ lệ này là tỷ lệ điện ảnh để cho các bạn có thể xem những bộ phim ở trên màn ảnh rộng là tốt nhất. Chúng ta sẽ có mật độ hình ảnh là 409 PPI, như thế này là mình thấy là đủ nét đối với một cái màn hình IPS rồi. Đấy, tần số quét màn hình là 90 Hz. Màn hình này thì sẽ có HDR10 và có độ sáng là 560 nits. 560 nits thì mình thấy ở mức độ bình thường. Đấy, cũng may là nó không phải là 400 hay là 450 nits đấy. Bình thường mà những cái điện thoại mà có cái độ sáng màn hình như thế thì các bạn sẽ cảm thấy khá tối khi chúng ta ra ngoài trời nắng ra nhìn. Chứ là này ra ngoài trời nắng nhìn vẫn gọi là nhìn được chứ nó không bị tối đâu. Đấy, nhưng mà màn hình IPS thì rõ ràng là cũng là một cái điểm mà điểm trừ cho một cái sản phẩm được trang bị một con chip nó mạnh mẽ như này rồi đúng nào. Đấy, tần số quét 90 Hz thì ok nhé. Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề hiệu năng thì sao. Như ở đầu video mình đã nói đấy, hiệu năng thì cũng gần như là không có điểm gì phải chê cả đâu. Phiên bản RAM 8 bộ bên trong 128 rồi là chip 870 UFS 3.1. Nó sẽ có thêm hai biến thể khác là phiên bản RAM 6 bộ bên trong 128 và phiên bản RAM 8 bộ bên trong 256. Nghĩa là cái phiên bản mà điện thoại vn họ mang về này là phiên bản ở giữa nhé. Đấy, phiên bản ở giữa. Đó. Rồi, về pin thì sẽ là 5000 mAh. Bây giờ thì mình sẽ vào trong phần cài đặt để mình xem là cái language của nó, xem là nó có tiếng Việt hay không nhé. Đây, rất tiếc là hiện tại trong cái phần Add Language thì nó chưa có tiếng Việt, nó chỉ có tiếng Anh với cả tiếng Trung Quốc thôi. Đấy là một cái điều mà mình cảm thấy khá là đáng tiếc. Tuy nhiên là về vấn đề phần mềm thì các bạn cứ yên tâm đi, phần mềm thì chiếc điện thoại này nó chạy Android 11 cơ. Đây, chúng ta sẽ kéo xuống dưới này. Đấy, Android 11 này, đấy các bạn thấy không? Đó, phần mềm thì chạy khá là mới rồi. Motorola bây giờ thì thuộc quyền sở hữu của Lenovo rồi, nên là cũng không biết là sau này họ có được cập nhật phần mềm lâu dài như là những cái sở Motorola trước kia thuộc Google hay không. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy luôn ở trên hộp này có dòng chữ Lenovo ở đây này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, thì Motorola bây giờ là họ đã thuộc về Lenovo rồi. Đấy. Về cơ bản thì cái chiếc Motorola Edge S này thì mình thấy là cái ưu điểm lớn nhất của nó là gì? Đấy là cái cấu hình của nó rất là mạnh. Đấy là con chip Snapdragon 870. Đấy, tuy nhiên là nó vẫn còn tồn tại một số những nhược điểm, ví dụ như là mặt lưng này chỉ là bằng nhựa này. Cái màn hình thì nó cũng chưa được là màn hình AMOLED. Nó cũng chưa có loa ngoài là loa kép. Đấy là một số những điểm trừ của nó. Tuy nhiên là phụ kiện các thứ thì cũng khá là đầy đủ thôi. Đấy, thiết kế, màu sắc, cách phối màu mình thấy là được. Đấy, rồi là màn hình tần số quét cao, hiệu năng tốt rồi nhá. Pin trâu, pin 5000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh. Tất nhiên hy vọng là sạc nhanh nó cao hơn nữa thôi, sạc nhanh 20W thì mình nghĩ là cũng ở mức độ đủ dùng rồi. Các bạn cảm thấy sao về chiếc điện thoại này? Hãy để lại comment cho mình biết. Hôm sau các bạn muốn mình làm bài test chiếc điện thoại này với những chiếc điện thoại nào nữa thì cũng có thể để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.